Đến dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Thị ủy Giá Rai diễn ra chiều nay, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Giá Rai phải chú ý đến vấn đề đoàn kết nội bộ, thống nhất ý chí hành động, có như thế mới thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí lưu ý, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nặng nề, do đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Giá Rai phát huy hơn nữa kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2023. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Trần Thanh Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Giá Rai, giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lữ Văn Hùng chúc mừng đồng chí Trần Thanh Danh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Giá Rai và mong đồng chí Danh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về những công việc mà thị xã Giá Rai cần thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khi đã xác định được công việc thì phải có giải pháp thực hiện phù hợp. Giá Rai phải thực sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, có như thế mới thực hiện tốt các công việc đã đề ra. Muốn hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ năm 2023 là làm sao là coi như giữ vững được cái nòng sự đoàn kết trong đó là coi như thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, để là coi như là chung sức đồng lòng quyết tâm chính trị cao nhất để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị, khắc phục những cái hạn chế như trong báo cáo đã nêu và thực hiện tốt mà một số công việc mà các đồng chí xác định là 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Giá Rai lưu ý vấn đề sạt lở, không để xảy ra thương vong, bởi trong thời gian qua trên địa bàn thị xã thường xuyên xảy ra tình trạng này. Thị xã cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người dân, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, nhất là trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sắp tới. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị quá trình đánh giá tổ chức cơ sở Đảng phải đúng thực chất, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra giám sát, quan tâm công tác quốc phòng an ninh. Theo báo cáo của Thị ủy Giá Rai, trong 6 tháng đầu năm, thị xã vượt qua không ít khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Trên từng lĩnh vực, Thị ủy Giá Rai đều có chủ trương nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời và được các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Kinh tế xã hội của thị xã tiếp tục có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp phát triển khá, các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ vượt kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt, hiệu quả.